mình qua Thái Lan này chỉ đốt pháo thôi các bạn. Đốt pháo may mắn nha. Bạn sự như ý nha. Muốn gì được đó nha. Cái gì? Chụp hai tấm rồi. Muốn gì được đó nha. Đứng này, đứng này. Chơi luôn. Từ từ nha, đang quay phim nha. Lò này gọi là lò gì? Lò gì Dũng ơi? Lò này gọi là lò gì? Lò này là lò tiêu. Mình đốt pháo nghe lò tiêu nha. Ồ, pháo nhiều quá. Biết bao nhiêu năm rồi ở Việt Nam mình chưa được đốt pháo. Hồi đó cấm pháo năm mấy? Cấm pháo năm mấy? Lâu lắm rồi, ngày xưa rồi. Bây giờ đi Thái Lan chỉ để đốt pháo thôi phải không? Rồi vô. Đó đó. Ok nè. Vô chùm pháo đi. Cầm chùm đi. Vô đi cầm đi hai đốt nha, hai chục. Chụp bên máy nè. Vô cầm chùm pháo nha. Rồi vô đi cầm. Đứng đây là cầm. Này, cái dũng cho bó cầm pháo nha. Pháo. Bây giờ ba đi. Ba đẹp không? Pháo đẹp không? Rồi cầm đây con, cầm. Cao lên. Giơ mạnh lên. Giơ cao lên. Rồi, nó nhìn ba đi, nhìn ba cười. Nhìn ba cười. Rồi, nhìn ba cười đi. Ba kêu kìa. Ừ. Rồi, đúng. Anh vô đây em. Pháo nổ đùng đùng nè. Thôi thôi. Thôi đưa cho ba đi. Đến nè, một. Pháo, chạy chú Dũng đi. Ba. Bình nó tay nha. Bình nó tay nha, nổ lắm á. Cho nên ta nó khó luôn, ta lên xe luôn nè. Come in. Ừ. And. Oh, đó, treo lên, treo lên Dũng. Qua đây treo lên một lần nhé. Qua đây đó quay mạnh. Đây Dũng. Yeah. Quay nha. Hai vợ chồng vô làm một băng đi.
Long ơi, làm một băng không? Sao vậy? Ở Việt Nam cấm đốt pháo lâu rồi. Mua mấy mét nữa là đúng đi. May mắn. Chị đi thẳng vào đây, đi vào toilet này. Đi thẳng vào luôn, đi thẳng vào luôn.